Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại, khối áp cao nóng hoạt động ngoài biển đang có xu hướng lấn dần về phía Tây, ảnh hưởng đến thời tiết tại các tỉnh thành miền Bắc nước ta. Cụ thể là trong ngày và đêm nay, sự hội tụ gió từ rìa khối áp cao này có khả năng mang đến những cơn mưa rào và dông ở diện rải rác. Mưa dông nhiều khả năng chỉ tập trung chính về đêm và sáng, nên nhiệt độ sẽ giảm dần xuống ngưỡng 25-28 độ. Vùng núi thấp hơn khoảng 2-3 độ, nên thời tiết sẽ mát mẻ, dễ chịu hơn. Còn vào ban ngày, thời tiết vẫn khô ráo và có nắng nên nhiệt độ tuy không ở ngưỡng nắng nóng nhưng cũng phổ biến trong khoảng từ 31-34 độ, có nơi cao hơn. Trạng thái thời tiết như này sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới, nắng nóng cũng chưa có dấu hiệu xuất hiện tại miền Bắc nên vẫn thuận lợi cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân. Tại khu vực Trung Bộ, dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, dự báo trong ngày hôm nay cũng như vài ngày tới, mưa hầu như chỉ ở diện vài nơi, thời tiết chủ đạo trong ngày vẫn là nắng nhiều, nên nhiệt độ có xu hướng tăng dần nên nhiều khả năng sẽ có nắng nóng tại các tỉnh vùng núi phía Tây với nhiệt độ có thể lên đến 36-37 độ. Các khu vực còn lại là phổ biến 33-36 độ. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết ổn định, ngày có nắng nhiều, trưa chiều hơi oi nóng với mức nhiệt là từ 34-36 độ. Thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động hàng không hay du lịch tham quan của du khách. Lui xuống khu vực phía Nam, các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo trong ngày hôm nay nền nhiệt độ cao nhất trưa chiều ở vào khoảng từ 30-33 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 33-35 độ tại Nam Bộ. Một vài điểm có thể cao hơn 35 độ nên vẫn có cảm giác nóng bức vào ban ngày. Càng về chiều tối, mây dông phát triển mạnh, đều đặn mang đến những cơn mưa rào. Cục bộ một số điểm sẽ có lượng khá kèm theo dông sét, gió mạnh nên người dân cần hết sức lưu ý khi tham gia lưu thông. Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Đến với thủ đô Hà Nội trong buổi sáng sớm ngày hôm nay, mức nhiệt sẽ rơi vào khoảng 26-28 độ. Thành phố vẫn xuất hiện nắng, nhưng cường độ nắng chưa mạnh nên khá thuận lợi cho các hoạt động lưu thông trên địa bàn thủ đô. Đến trưa chiều, nền nhiệt độ sẽ tăng dần, dao động xung quanh ngưỡng 33 độ, nên có cảm giác hơi nóng một chút khi lưu thông ngoài trời vào thời điểm này. Về chiều tối, khả năng xảy ra mưa cao hơn nhưng cũng khiến cho thời tiết trở nên mát mẻ hơn. Thuộc xu hướng thời tiết chung tại các tỉnh thành miền Bắc nên thời tiết tại thành phố Việt Trì trong ngày và đêm nay cũng có nhiều điểm tương đồng như tại thủ đô Hà Nội. Ban ngày trời có nắng với nhiệt độ vào khoảng 32-34 độ. Chưa đến mức nắng nóng nên nhìn chung không gây trở ngại cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân. Về chiều tối, khả năng thành phố có mưa rào rải rác, tuy nhiên lượng mưa không nhiều và kết thúc nhanh nên sẽ rất thuận lợi cho sự phát triển của cây trồng, rau màu. Đến với thành phố du lịch Đà Nẵng, trong ngày hôm nay cũng như vài ngày tới, hình thế gây mưa vẫn chưa xuất hiện nên ban ngày thời tiết khô ráo và thích hợp cho du khách thập phương du lịch, nghỉ dưỡng, tham quan, khám phá các bãi biển nổi tiếng như Mỹ Khê hay thăm đảo Cù Lao Chàm, lặn ngắm san hô dưới biển. Tuy nhiên, nhiệt độ sẽ tăng cao trong khoảng từ 11 giờ trưa đến 13 giờ, phổ biến ở mức từ 33-35 độ, nên quý vị vẫn nên hạn chế các hoạt động quá lâu ngoài trời và lưu ý uống nhiều nước và bổ sung thêm các vitamin khoáng chất từ rau xanh, hoa quả tươi để cơ thể luôn khỏe mạnh. Thành phố Nha Trang cũng là một trong những điểm đến lý tưởng trong ngày hôm nay. Mưa hầu như không xuất hiện, nhiệt độ cũng thấp hơn khoảng 1-2 độ so với tại thành phố Đà Nẵng, nên tiết trời sẽ bớt oi nóng hơn một chút. Nhiệt độ trong ngày tại đây phổ biến là từ 27-33 độ. Vào đến khu vực Nam Bộ, thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh ban ngày phổ biến tình trạng nắng nhiều, nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng 33-35 độ. Vì thế khi lưu thông, quý vị và các bạn vẫn cần lưu ý trang bị các vật dụng chống nắng như áo khoác, kính mát để tránh ảnh hưởng bởi các tia UV có hại. Đồng thời về cuối chiều, mưa rào và dông có khả năng xuất hiện, một vài điểm sẽ có lượng mưa khá hơn trong thời đoạn ngắn nên khi lưu thông người dân cần hết sức cảnh giác với khả năng ngập úng cục bộ tại các tuyến phố trũng thấp. Thuộc khu vực miền Tây Nam Bộ nói chung, thời tiết tại thành phố Cần Thơ trong ngày hôm nay phổ biến là mây thay đổi ngày nắng với nhiệt độ trưa chiều dao động xung quanh ngưỡng 34 độ, thuận lợi cho các hoạt động du lịch tham quan của du khách. Vào chiều tối, thậm chí đêm và sáng sớm, khả năng thành phố sẽ xuất hiện mưa dông khiến cho nhiệt độ giảm dần xuống ngưỡng 25-27 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của VTC14. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.